Trời mà. Đẹp ơi là đẹp. Đẹp không thể tả. Ừ. Bông hoa quá trời. Ừ. Đúng rồi hả? Mẹ xin lỗi nha. Thì cái chỗ đất bật mở. Đi không nhìn mẹ nhóm bác để mai mốt đi trường nhóm hả? Tin ta có chạy đi kìa. Tin đang ngó mẹ nhưng mà tin nhìn xa như vậy thì làm sao mà thấy rõ được? Đã chú. Đó, mẹ nhóm được cái bếp rồi, bây giờ mẹ sẽ xếp cây vào trong đây. Ta chú để ta. Mốt cứ tránh ra cho con nhìn nó hả, cho tin nhìn nó hả? Đó. Mong mẹ cho thêm một chút đô bắp. Rồi để chân. Rồi để chân vô. Nhét vô đây nè. Để vô một cục đường. Để nó. Không đổ nước không? Nước có sẵn rồi đó. Rồi. Rồi bắt lên bếp thôi. Ơi. Cái gì vậy? Rau quá hả? Mẹ ơi, chị nấu gì? Cái này nấu đi á hả? Dạ. Đây là cái bông cỏ mà. Mẹ không biết bông này có ăn được hay không nữa nè. Dạ cô. Con tặng mẹ nữa hả? Con tặng mẹ hả? Xin tặng mẹ luôn hả? Trời đất ơi, hôm nay ngày gì mà lại được tặng bông vậy? Thôi mẹ cảm ơn Kim nha. Bông ơi. Bông. Giờ đây mẹ chỉ cho con một cục đá bự nữa nè. Rồi mà. Bây giờ con nằm lên bông cỏ đi. Êm lắm, đã lắm. Thơm nữa. Ừ. Bông cỏ thơm nữa. Con nằm lên đám bông thử coi. Đã lắm. Mẹ cho tụi con một cục kẹo nè. Một cục thôi nha. Đó, coi chừng bể chén của ngoại đó. Dạ, mẹ cho hai bạn á, đem ra ăn chung đi. Mẹ cho Tim với Bon một cục mà. Mẹ cho Tim với Bon mà, nãy mẹ nói vậy nè. Anh em ra ngoài đón ngồi đi, tự tìm cách với nhau đi.
ra ngoài kia tự tìm cách đập cái trái ra rồi ăn. Mẹ. Con ra ngoài kia con tìm gì con đập ra đi. Anh em ăn chung. Thôi bon ở lại đi.